Khi bạn uống rượu, cồn được hấp thu thẳng vào máu, qua dạ dày và qua thành ruột non. Nếu trong dạ dày bạn có thức ăn, thì độ hấp thu cồn sẽ giảm một chút. Nhưng khi trong cơ thể, cồn chỉ có thể loại bỏ qua một số cách. Một lượng nhỏ được thải ra vào nước tiểu qua thận, một lượng nhỏ khác qua mồ hôi, một phần được thở ra từ phổi. Đây là lý do vì sao cồn có thể đo được qua hơi thở. Nhưng phần lớn, hơn 90% được thải ra qua gan, nơi cồn bị phân giải và chuyển hóa thành nước và CO2. Một lá gan khỏe mạnh cũng chỉ có thể lọc cồn từ một cốc đồ uống thông thường mỗi giờ, tương đương với một cốc bia, một ly rượu vang hoặc một chén rượu mạnh nhỏ mỗi giờ. Lá gan không thể làm việc nhanh hơn và không có gì làm nó tăng tốc lên được. Vậy nên nếu bạn uống nhiều hơn một cốc mỗi giờ, cồn sẽ tích lũy trong cơ thể, làm lượng cồn trong máu ngày càng tăng cao. Nồng độ cồn trong máu được thể hiện bằng một tỷ lệ phần trăm, 0,5%, 0,8%, 0,10% và tương tự. Đây là tỷ lệ cồn trong máu của bạn. Vì gan của bạn chỉ có thể lọc cồn ở một tốc độ nhất định, sau một đêm uống nhiều, lượng cồn trong cơ thể bạn vẫn có thể vượt mức để lái xe, đến tận sáng hôm sau. Cà phê hay tắm nước lạnh đều không có tác dụng gì. Nó có thể khiến bạn tỉnh ngủ và giảm cảm giác say rượu, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới nồng độ cồn trong máu. Cách duy nhất để tỉnh rượu là cho gan của bạn đủ thời gian để lọc cồn ra khỏi cơ thể.